À, vâng, à, những chiếc đầu CD Đàn Ông S10 các đời, à, không chỉ riêng những anh em chơi audio thích mà những anh em thợ cũng rất là thích. Thì hôm nay sau khi lên clip mới về thì bác thợ đã xúc ngay 5 em, trong đó đã có 3 em S10 rồi. Như vậy thì mới thấy rằng cái độ hot của những chiếc đầu CD Đàn Ông S10 nó đang rất hot, được rất nhiều anh em ưa chuộng, đúng không ạ? Giá hợp lý em giao cho các anh em thợ luôn. Anh em nào nhu cầu lấy về bán lẻ thì có liên hệ với em nhé. Hàng này em có sẵn rất nhiều và có thường xuyên, giá bao tốt cho anh em bán lẻ. Xin cảm ơn anh em.